Thưa quý vị, với trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo và có ý nghĩa giá trị quốc tế, danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu là một ghi nhận của UNESCO về cảnh quan đa dạng phong phú, giá trị văn hóa tinh thần của khu vực non nước Cao Bằng. Kể từ khi Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng được công nhận, tỉnh Cao Bằng đã xác định phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị di tích, giá trị văn hóa là trọng tâm phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để thu hút đông đảo người dân biết và đến với Cao Bằng, Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng cần phải thực sự trở thành một điểm nhấn, trở thành hạt nhân trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Đặc biệt với việc phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn những giá trị văn hóa, bản sắc của địa phương. Công viên Địa chất Cao Bằng với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng trong nước và quốc tế như hang Bác Bó, suối Lenin, tháp Bản Dốc, hồ Thang Hen, vườn quốc gia Phiêu Ốc, Phía Đén. Ngoài ra là nhiều giá trị di sản văn hóa, lịch sử, khảo cổ, đa dạng sinh học, cùng hàng trăm di tích, di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể khác. Năm 2018, từ hiệu ứng Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO, du lịch tỉnh Cao Bằng đã thu hút trên 1.200.000 lượt khách, tăng gần 30% so với năm 2017. Trong đó, khách quốc tế đạt 113.000 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 363,3 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017. Gia đình nghệ nhân Nông Thị Thược đã nhiều đời gắn bó với nghề dệt thổ cẩm truyền thống của làng Luống Nọi, xã Phủ Ngọc, huyện Hào Quảng. Từ khi Non nước Cao Bằng được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu, với những đóng góp cho giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, gia đình bà cũng được công nhận là thành viên đối tác. Điều này đã góp phần cải thiện đáng kể thu nhập từ nghề truyền thống cho bà và gia đình. Tỉnh Cao Bằng chọn cơ sở cô, gia đình cô là thành viên đối tác của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng ấy, thì là từ ngày đấy là khách hàng họ cứ tìm đến để mua sản phẩm. Và nói chung là khách trong nước cũng như là khách nước ngoài. Trong thời gian này thì hầu như là hơn nghìn khách đã đến đấy để tham quan và mua sản phẩm. Thế nhưng, những người tâm huyết với nghề dệt thổ cẩm như bà Thược hiện không còn nhiều. Luống Nọi vốn là chiếc nôi lưu giữ nhiều nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Tày ở Cao Bằng. Sự tồn tại và phát triển lâu đời của nghề dệt thổ cẩm thủ công truyền thống ở đây chính là một minh chứng rõ nét, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa của dân tộc Tày ở Luống Nọi nói riêng và người Tày ở Cao Bằng nói chung. Tuy nhiên, cả làng Luống Nọi xưa nổi tiếng với nghề dệt, nay chỉ còn vài chục hộ hoạt động cầm chừng. Rất ít người coi đây là nghề chính do thu nhập từ nghề không cao. Tôi thì từ xưa lúc còn nhỏ ấy, thì nhà thì cũng làm cái nghề này. Xong là lúc lớn lên thì cũng mẹ thì cũng dạy cho làm. Từ nhỏ thì cũng bắt đầu biết làm, biết. Tập biết làm được là cái chân giờ đến lâu là tôi cũng tập làm là biết từ nhỏ lúc tầm đấy cũng 10, 12, 13 tuổi. Bây giờ nói chung thì lớp trẻ thì ai yêu nghề thì cũng có người làm, nhưng mà người nào không yêu nghề thì cũng đi làm công nhân. Sao là bởi vì nguồn thu nhập này là cũng hơi kém đi. Cháu cũng nghĩ là cũng có nhiều người học, nhưng mà bây giờ theo cái dệt này là ít người học hơn, tại vì cái này vẫn chưa có nhiều người biết đến. Làng dệt thổ cẩm ở chỗ làng Luống Nọi cũng như ở trên địa bàn Phù Ngọc ấy, thì ngày xưa thì cái làng dệt thổ cẩm thì có rất là nhiều hộ tham gia. Về cái dệt thổ cẩm ấy thì không phải là riêng ở chỗ Luống Nọi không, mà là trên địa bàn xã Phù Ngọc ấy thì trước kia có rất là nhiều. Nhưng mà do cái cơ chế thị trường là về cái thu nhập của cái thổ cẩm này mang lại thì nó kém, để đâm ra thì cái không được thị trường ưa chuộng lắm. Và cái đến cái thời điểm này thì là chỗ bà con nhân dân của chúng ta thì đi công ty làm lao động rất là nhiều, xong là bỏ với cái làng thổ cẩm này. Và thứ hai nữa là ở trên địa bàn Phù Ngọc có cái cây thuốc lá là cây chủ lực của xã, và người ta đã bỏ cái nghề này để trồng thuốc lá.
làng Luống Nọi có phát huy được nghề dệt thổ cẩm lâu dài hay không phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Luống Nọi tuy được đánh giá là nơi có tiềm năng lớn về du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề. Tuy nhiên, tại Luống Nọi ngày nay, không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Những dấu tích của căn nhà gỗ, mái ngói đặc trưng của người Tày mới được tháo dỡ vẫn còn. Bên cạnh đó là những căn nhà ống mọc lên. Bản sắc văn hóa vùng miền của người dân dễ có thể bị đánh mất nếu như sự phát triển vẫn tự phát như thế này. Từ năm 90 trở về trước ấy, thì cái giá cả nó nói chung là có thu nhập cho gia đình là đủ sống. Nhưng theo cơ chế bây giờ là các công ty phát triển thì nó có thu nhập cao hơn thì là họ cứ bỏ theo các công ty. Thế là cô thì là mong muốn là nhà nước hỗ trợ gì đấy để cô đi tham khảo qua các thị trường. Đấy là để cái sản phẩm của mình vươn xa hơn nữa thì nó sẽ có nguồn thu nhập chắc là tốt hơn. Tôi mong rằng đến thôi, các cấp có thẩm quyền thì mong rằng là muốn tạo được cái công ăn việc làm. Là một thứ hai nữa là để phát triển kinh tế về cái du lịch cộng đồng ấy, thì mong rằng các cơ quan cấp trên quang tạo được điều kiện để làm sao mà đầu tư cho bà con nhân dân để cho phát triển và lưu lại cái nghề truyền thống là nghề dệt thổ cẩm này, để cho cái du lịch cộng đồng phối hợp vào nữa để làm sao mà bà con của chúng ta được phát triển kinh tế được bền vững và tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân của xã. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở xóm Luống Nọi chỉ là một trong số rất nhiều những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể cần được giữ gìn, bảo tồn và phát huy tại Cao Bằng. Công viên địa chất có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn, nhưng phát triển du lịch bền vững đòi hỏi phải gắn kết nhiều giá trị. Việc bảo tồn giá trị, ngoài hướng đến các yếu tố về địa chất, cần phải lồng ghép cùng các yếu tố về văn hóa, cảnh quan, cộng đồng đang sinh sống trong và xung quanh khu vực. Có như thế, chúng ta mới sớm thấy được một sự bứt phá ngoạn mục của vùng non nước Cao Bằng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.